Như vậy là Bộ Công an đã chính thức có người kế nhiệm Đại tướng Tô Lâm thực hiện sự nghiệp đốt lò của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tiếp tục bắn những phát súng vô tiền khoáng hậu, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Chiều ngày 6 tháng 6, Quốc hội thông qua nghị quyết phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Công an. Thượng tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an trở thành người đứng đầu bộ này với 468 trên 469 đại biểu Quốc hội tán thành, chiếm 96,10% tổng số đại biểu Quốc hội. Cho đến khi được phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức vụ này, Thượng tướng Lương Tam Quang là Thứ trưởng Bộ Công an. Nghị quyết phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Công an với Thượng tướng Lương Tam Quang có hiệu lực thi hành từ ngày Quốc hội biểu quyết thông qua. Như vậy, Thượng tướng Lương Tam Quang trở thành người kế nhiệm của Đại tướng Tô Lâm, người đã được Quốc hội tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch nước hôm 22 tháng 5. Với việc ông Lương Tam Quang trở thành Bộ trưởng Bộ Công an, bộ máy lãnh đạo của đơn vị này hiện có 5 lãnh đạo gồm Bộ trưởng, Thượng tướng Lương Tam Quang và 4 Thứ trưởng, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Trung tướng Lê Quốc Hùng, Trung tướng Lê Văn Tuyến, Trung tướng Nguyễn Văn Long. Việc Bộ Công an có tân Bộ trưởng là một Thượng tướng giàu kinh nghiệm gắn bó cả sự nghiệp quân ngũ với ngành công an sẽ tiếp tục đưa ngành công an là thanh bảo kiếm sắc bén, lá chắn thép vững chắc. Thượng tướng Lương Tam Quang sinh năm 1965, quê ở xã Hiệp Cường, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương. Ông Lương Tam Quang có trình độ cử nhân luật, an ninh. Quá trình công tác của ông Lương Tam Quang gắn liền với ngành công an. Trước năm 2012, ông là trợ lý Thứ trưởng Bộ Công an. Sau đó, với cấp hàm đại tá, ông giữ chức Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an vào năm 2012. Hai năm sau, ông Lương Tam Quang được thăng cấp hàm thiếu tướng. Tháng 10 năm 2017, ông trở thành Chánh Văn phòng kiêm người phát ngôn Bộ Công an và giữ cương vị này trong gần 2 năm. Được thăng cấp bậc hàm trung tướng năm 2019, ông Quang nhậm chức Thứ trưởng Bộ Công an vào giữa tháng 8 cùng năm. Bộ trưởng Tư pháp Lê Thành Long làm Phó Thủ tướng. Cũng trong chiều 6 tháng 6, Quốc hội đã thông qua nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng nhiệm kỳ 2021-2026 với ông Lê Thành Long, Bộ trưởng Tư pháp. Kết quả biểu quyết cho thấy 468 trên 469 đại biểu Quốc hội tán thành, chiếm 96,1% tổng số đại biểu Quốc hội. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày Quốc hội biểu quyết thông qua. Với việc kiện toàn này, lãnh đạo chính phủ hiện gồm Thủ tướng Phạm Minh Chính và 4 Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, Trần Hồng Hà, Trần Lưu Quang và Lê Thành Long. Ông Lê Thành Long được phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Phó Thủ tướng nhiệm kỳ 2021-2026. Ông Lê Thành Long sinh năm 1963, quê ở Thanh Hóa. Ông là tiến sĩ luật và là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 12, 13, đại biểu Quốc hội khóa 14, 15. Từ một chuyên viên ở Bộ Tư pháp, ông Long có thời gian ngắn làm thư ký Bộ trưởng Tư pháp trước khi lần lượt giữ chức Phó Vụ trưởng và Vụ trưởng một vụ thuộc Bộ Tư pháp. Ông Long cũng có thời gian học thạc sĩ luật tại Đại học Tổng hợp Calgary, Canada, học tiến sĩ luật tại Đại học Tổng hợp Nagoya, Nhật Bản trước khi làm Thứ trưởng Bộ Tư pháp vào cuối năm 2011. 3 năm sau, ông chuyển công tác về địa phương với vị trí Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh. Đến tháng 10 năm 2015, ông Long trở lại nắm giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Từ tháng 4 năm 2016 cho đến khi được phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Phó Thủ tướng, ông là Bộ trưởng Bộ Tư pháp kiêm Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng từ ngày 1 tháng 2 năm 2019. Bà Nguyễn Thị Thanh trở thành Phó Chủ tịch Quốc hội. Nhận được tín nhiệm cao từ các đại biểu Quốc hội, bà Nguyễn Thị Thanh trở thành Phó Chủ tịch Quốc hội khóa 15. Bà là thành viên nữ duy nhất trong số các Phó Chủ tịch Quốc hội đương nhiệm. 465 trên 467 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết, bằng 95,48% tổng số đại biểu Quốc hội tán thành thông qua nghị quyết bầu bà Nguyễn Thị Thanh, trưởng ban công tác đại biểu giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội khóa 15, nhiệm kỳ 2021-2026. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ thời điểm Quốc hội thông qua. Sau khi chức danh Phó Chủ tịch Quốc hội được kiện toàn, bộ máy lãnh đạo Quốc hội hiện có 5 người, gồm Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và 4 Phó Chủ tịch Nguyễn Đức Hải, Nguyễn Khắc Định, Trần Quang Phương và Nguyễn Thị Thanh. Tân Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cũng là thành viên nữ duy nhất trong số các nhân sự giữ chức vụ này. Trưởng ban công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội. Bà Nguyễn Thị Thanh sinh năm 1967, quê ở Ninh Bình. Bà là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 11 dự khuyết, 12, 13, đại biểu Quốc hội khóa 13, 14, 15, có trình độ cử nhân luật, thạc sĩ quản trị kinh doanh. Bà Thanh là cán bộ trưởng thành từ công tác đoàn, từng kinh qua nhiều vị trí như Phó Chánh Văn phòng, rồi Chánh Văn phòng Tỉnh đoàn Ninh Bình, Phó Bí thư, rồi Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng đội tỉnh Ninh Bình, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Ninh Bình. Sau đó từ giữa năm 2005, bà chuyển sang công tác dân vận, giữ chức Phó trưởng ban, rồi trưởng ban dân vận tỉnh ủy Ninh Bình. Giai đoạn 2006-2011, bà Thanh kiêm chức danh Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình. Đầu năm 2012, bà Thanh giữ cương vị Bí thư Huyện ủy Yên Khánh trong hơn một năm trước khi trở thành Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình.
Sau 7 năm làm Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình, bà Thanh về nhận công tác tại Ban công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội với cương vị Phó trưởng ban thường trực. Lúc này, bà kiêm thêm chức danh Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương. Từ năm 2021 đến nay, bà là trưởng ban công tác đại biểu kiêm Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương. Trước đó, Quốc hội đã họp riêng về công tác nhân sự. Sau khi phiên chất vấn dành cho các bộ trưởng, trưởng ngành, thành viên chính phủ khép lại, Quốc hội bắt đầu họp riêng về công tác nhân sự, theo thông cáo của Tổng thư ký Quốc hội. Sáng 6 tháng 6, Quốc hội tiếp tục chất vấn Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng về nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực văn hóa thể thao và du lịch. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà sau đó thừa ủy quyền của Thủ tướng làm rõ một số vấn đề thuộc 4 nhóm nội dung chất vấn và trực tiếp trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội. Kết thúc nội dung chất vấn và trả lời chất vấn, Quốc hội họp riêng về công tác nhân sự. Nội dung về nhân sự cũng được Quốc hội tiếp tục xem xét trong phiên làm việc chiều cùng ngày. Sau khi hoàn thành công tác nhân sự, Quốc hội nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra dự án luật tư pháp người chưa thành niên, thảo luận ở hội trường về dự thảo nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An. Trước đó, chiều 3 tháng 6, Quốc hội họp riêng về việc điều chỉnh chương trình kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa 15. Đây là lần thứ hai Quốc hội quyết định điều chỉnh chương trình kỳ họp. Lần đầu tiên Quốc hội điều chỉnh chương trình vào chiều 21 tháng 5, thống nhất bổ sung nội dung phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng về việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an với Đại tướng Tô Lâm. Đại tướng Tô Lâm được bầu giữ chức Chủ tịch nước sáng ngày 22 tháng 5. Cùng ngày, Quốc hội thông qua nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an với ông Tô Lâm. Sau đó, Thủ tướng giao Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an điều hành hoạt động của Bộ Công an cho đến khi cấp có thẩm quyền kiện toàn chức danh Bộ trưởng Bộ Công an theo quy định. Theo Hiến pháp năm 2013, Thủ tướng có nhiệm vụ và quyền hạn trình Quốc hội phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ. Quốc hội có thẩm quyền phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ.